Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 4 tháng 4, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày này hàng năm là ngày quốc tế nhận thức bom mìn và hỗ trợ hành động bom mìn. Điều đó cho thấy khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề mang tính quốc tế. Trong đó, Quảng Trị là vùng đất đã kinh qua các cuộc chiến tranh và hậu quả bom mìn vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng toàn diện đến cuộc sống, sinh hoạt và cả hoạt động kinh tế xã hội của nhân dân. Sau khi hòa bình lập lại, Quảng Trị là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh. Theo số liệu khảo sát của Bộ Quốc phòng, diện tích đất ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu nổ chiếm gần 82% tổng diện tích toàn tỉnh, đứng đầu cả nước về diện tích ô nhiễm. Với một tỉnh trên 80% dân số sinh sống phụ thuộc vào các hoạt động nông nghiệp, diện tích đất còn chưa an toàn do ô nhiễm bom mìn có tác động lâu dài đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo số liệu của Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị, từ năm 1975 đến nay, tỉnh Quảng Trị có gần 8.540 nạn nhân bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Đặc biệt, trong tổng số các nạn nhân, trẻ em chiếm tỷ lệ trên 31%. Những số liệu trên đã phần nào cho thấy hậu quả chiến tranh tác động nặng nề đến mỗi gia đình, cộng đồng và là một trong những nguyên nhân làm sự phát triển của tỉnh Quảng Trị bị chậm lại so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Trước thực trạng ấy, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nỗ lực lớn của tỉnh Quảng Trị kể từ khi hòa bình lập lại. Trong đó, hợp tác trong nước và quốc tế trong việc triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cách tiếp cận hiệu quả và bền vững trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh không những ở phạm vi cả nước mà còn được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá là hình mẫu tiêu biểu cho khu vực và thế giới. Năm 1996, Quảng Trị là địa phương đầu tiên trong cả nước được chính phủ cho phép triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn nhân đạo. Từ đó đến nay, các dự án phi chính phủ nước ngoài đã giúp tỉnh Quảng Trị rà phá được gần 214 triệu mét vuông đất, phá hủy hơn 740.000 bom mìn và vật liệu nổ. Tỉnh Quảng Trị là địa phương đầu tiên xây dựng và ban hành chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2025. Tỉnh Quảng Trị cũng là địa phương đầu tiên thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh cấp tỉnh. Theo kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh giai đoạn 2021-2025, Quảng Trị đặt mục tiêu bình quân mỗi năm rà phá được khoảng 3.000 ha đất ô nhiễm bom mìn, vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài 10 triệu đô la Mỹ mỗi năm để khắc phục hậu quả bom mìn. Hoàn thành 100% hoạt động khảo sát bom chùm và công bố các khu vực xác định nguy hiểm do ô nhiễm bom mìn. Là địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, tỉnh Quảng Trị luôn ủng hộ và hưởng ứng Ngày Quốc tế nhận thức bom mìn và hỗ trợ hành động bom mìn của Liên Hợp Quốc. Ngày Quốc tế nhận thức bom mìn và hỗ trợ hành động bom mìn mùng 4 tháng 4 hàng năm sẽ là cơ hội để chúng ta tiếp nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, các nhà tài trợ, các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, cùng chung tay khắc phục hậu quả bom mìn.